Kính thưa quý vị, một thị trấn ở tiểu bang Georgia đã thông qua luật bắt buộc dân chúng sở hữu súng ống nếu dân chúng muốn, tin từ Nelson. Một thị trấn nhỏ ở tiểu bang Georgia trong ngày 1 tháng 4 2013 đã thông qua một đạo luật bắt buộc người chủ gia đình phải sở hữu súng là một trong cách kiểm soát tội phạm. Luật của thị trấn Nelson được nhất trí thông qua bởi hội đồng quản trị chỉ là một biểu tượng bởi vì vi phạm đạo luật không bị trừng phạt. Đạo luật được thông qua trong lúc các nhà chính trị trên toàn quốc đang tranh luận về luật kiểm tra súng ống tại Hoa Kỳ sau vụ thảm sát vào tháng 12 năm 2012 khi một tay súng giết chết 26 người tại trường tiểu học Connecticut. Đạo luật ở thị trấn Nelson không bắt buộc những dân chúng có tiền án, những dân chúng bị khuyết tật hoặc bệnh tâm thần. Tội ác ở Nelson với một cảnh sát viên duy nhất thường chỉ là trộm cắp vặt. Theo một số dân chúng thì đạo luật này sẽ không có ảnh hưởng giảm tội ác tại thị trấn nơi mức tội ác rất thấp. Một người dân ở thị trấn, ông Lamar Kelly cho biết, hơn 10 năm, thị trấn Nelson với tổng số dân chúng là 1.300 người đã chưa gặp phải tội ác bạo động. Thị trấn Nelson nằm cách thành phố Atlanta khoảng 50 dặm về phía bắc. Vào một tháng trước, một dự luật tương tự đã bị từ chối tại hai thị trấn Byron và Zapatos của tiểu bang Maine.